Với chủ đề tình yêu sông Hàn, đêm thi thứ hai mở màn bằng màn pháo hoa của đội Nhật Bản. Với thông điệp một khu vườn trên bầu trời, đội thi Tamaya Kitahara của Nhật Bản đã đem đến cho quý khán giả một màn pháo hoa hấp dẫn và lạ mắt. Trên nền nhạc cổ truyền, màn pháo hoa đã thể hiện rất rõ nét văn hóa đặc trưng của người dân xứ sở hoa anh đào. Tàu Nhật Bản thi đội thi Hoa Kỳ đã gửi tới màn pháo hoa không kém phần hấp dẫn. Màn pháo hoa lung linh đầy màu sắc trên sông Hàn, những hiệu ứng pháo tầm thấp được trình diễn hết sức điêu luyện. Khán thính giả lặng người hòa theo điệu nhạc của những bài hát tiếng Anh đặc sắc. Đây cũng là màn trình diễn gây ấn tượng nhất đối với khán giả trong cả hai đêm thi. Kết thúc đêm thi cuối cùng, giải nhất đã thuộc về phần thi của đội Hoa Kỳ, giải nhì thuộc về đội Nhật Bản và Italia và giải ba thuộc về đội chủ nhà Đà Nẵng của Việt Nam và đội Nga. Đây là lần thứ 6 cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng được tổ chức. Với sự tham gia của nhiều đội từng giành nhiều giải thưởng trong các cuộc thi trên thế giới, 6 năm qua cuộc thi luôn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình cùng sự mến mộ yêu thích của hàng vạn khán giả, nhân dân và du khách trong nước quốc tế và là điểm nhấn trong mùa du lịch năm 2013.